Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Trong cũ Lâm Khánh Chi khoe ảnh bên bạn gái giữa tình đồn chia tay. Sau khi kết thúc cuộc hôn nhân, cả Lâm Khánh Chi và chồng cũ đều nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Được biết Phi Hùng, chồng cũ của nữ ca sĩ cũng đã tìm thấy hạnh phúc bên bạn gái mới. Thế nhưng gần đây Lâm Khánh Chi bất ngờ tiết lộ cặp đôi ấy đã chia tay 2 tháng. Mới đây nhất, Phi Hùng đã có động thái mới ẩn ý phủ nhận tin đồn tan vỡ với người yêu. Trên trang Facebook cá nhân, Phi Hùng đã đăng tải trên dòng story của mình một bức ảnh tình tứ bên bạn gái. Trong ảnh cả hai đều đang diện đồ thể thao đầy năng động. Chồng cũ Lâm Khánh Chi còn hôn vào mái tóc và ôm eo người yêu một cách đầy tình cảm. Bạn gái Phi Hùng còn dí dởm vào bình luận rằng, ủa vẫn còn chơi chung hả? động thái này của phi hùng và bạn gái mới nhận được nhiều sự chú ý của khán giả nhiều cư dân mạng nhận xét rằng chồng cũ lâm khánh chi ẩn ý phủ nhận tin đồn đã chia tay bạn gái nên mới quyết định đăng tải bức ảnh tình tứ ngọt ngào cùng cô ấy như thế có thể thấy cả hai vẫn đang trong bớt quan hệ hạnh phúc hoàn toàn không chia tay như những tin đồn chồng cũ lâm khánh chi và bạn gái tận hưởng cuộc sống hạnh phúc bên nhau trước đó lâm khánh chi bất ngờ tiết lộ rằng cô vẫn không quên được chồng cũ và cho biết phi hùng đã chia tay bạn gái được hai tháng thú thật đến hiện tại tôi đã hết cảm xúc tình yêu với anh hùng nhưng tôi không quên được anh hùng vẫn thương vẫn nhớ rất nhiều Tôi biết có người thứ ba xuất hiện, anh Hùng cũng bị cuốn vào mà thôi, nên tôi không bao giờ trách móc anh và người ấy đã chia tay hai tháng qua. Khi chúng tôi liên hệ với chồng cũ Lâm Khánh Chi để tìm ra câu trả lời chính xác, thì anh xin từ chối trả lời về chuyện tình cảm cá nhân. Phi Hùng chia sẻ với chúng tôi, tôi xin không trả lời câu này vì mang tính chất cuộc sống cá nhân và cũng không đưa ra bất cứ quan điểm gì. Chồng cũ Lâm Khánh Chi từ chối trả lời câu hỏi về bạn gái anh luôn muốn bảo vệ cuộc sống riêng tư của người yêu. Bạn gái mới của Phi Hùng có nhan sắc xinh đẹp. Có thể thấy đến nay Phi Hùng đăng bức ảnh tình tứ bên bạn gái, đủ cho thấy anh vẫn đang trong mối quan hệ tốt đẹp. Khán giả cũng mong rằng cả Lâm Khánh Chi và chồng cũ đều tìm được hạnh phúc mới cho mình. Lâm Khánh Chi và chồng cũ thi nhau thể hiện độ tình tứ bên người mới. Tại một sự kiện, Song Duy đã khiến dân tình bất ngờ khi hôn tay Lâm Khánh Chi đầy tình tứ trên sân khấu. Nữ ca sĩ cũng rất hợp tác với hành động của đàn em, sau đó cặp đôi còn thân thiết chào khán giả. Tình trẻ tinh đồn hôn tay Lâm Khánh Chi ngay trên sân khấu trình diễn. Nữ ca sĩ cũng rất hợp tác, mỉm cười vui vẻ với hành động của đàn em. Lâm Khánh Chi khẳng định không tự phong mình là công chúa trong một cuộc chia sẻ gần đây, Lâm Khánh Chi chính thức lên tiếng lý giải về vấn đề này. Cô chia sẻ: "Công chúa Lâm Khánh Chi thực ra có nhiều người nói là do công chúa tự phong. Hôm nay Lâm Khánh Chi nói lại luôn, cái công chúa này là được kêu từ lúc còn nhỏ rồi. Tại vì nhà Khánh Chi có bốn người con trai, mình là thứ ba trong gia đình thì ngày xưa cũng yếu đuối. Khi ba mẹ đẻ Khánh Chi ra thì cầu nguyện cho ra là con gái nên đặt tên sẵn con gái luôn. Từ hồi nhỏ cũng hay cho mặc đồ nữ nên cứ hay kêu là công chúa ở nhà. Như vậy Danh sân công chúa là từ lúc cô còn nhỏ và được gọi đến tận bây giờ chứ không phải là tự phong. Lâm Khánh Chi chia sẻ về danh sân công chúa tại chương trình, người đẹp chuyển giới thường xuất hiện với những trang phục cao kỳ. Cùng với đó, Lâm Khánh Chi cũng bày tỏ rằng hiện tại cô cũng rất ngại khi được gọi là công chúa. Chia sẻ về lý do này, cô cho rằng hiện giờ bản thân đã 45 tuổi và không còn trẻ nữa, nên khi gọi như vậy cảm thấy rất ấy nấy. Người đẹp chuyển giới cũng chia sẻ thêm rằng dù không thích nhưng vì mọi người cứ gọi hoài nên cô phải chấp nhận. Chính vì thế mà Lâm Khánh Chi luôn cố gắng hoàn thiện bản thân mình ngày càng đẹp hơn để xứng đáng với danh xưng công chúa. bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo